Dạ, mến chào tất cả quý cô chú, quý chị khách hàng đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Hảo Địa Phát ha. Thông tin nhà thật đã được kiểm chứng. Ngày hôm nay thì em xin giới thiệu đến tất cả quý cô chú, quý chị khách hàng mình một căn nhà nằm tại trung tâm quận Tân Phú anh chị. Đây chính là khu vực phường Tân Sơn Nhì anh chị ha, đường Tân Sơn Nhì. Đấy, một căn nhà thì lô góc anh chị ha, lô góc hai mặt hẻm xe hơi. Đấy, được đúc bê tông phải nói là cực kỳ kiên cố anh chị. Chỉ việc là mua về ở ngay, sơn phét lại ở ngay thôi, gia chủ tự xây ở. Và tất cả hệ thống cửa thì anh chị thấy này, nhà này lô góc hai bên hông và phía bên cạnh thì có khu vực khoảng ban công nữa, thành ra là rất là thoáng mát mẻ. Đấy, anh chị mua căn này ở thì quá tuyệt vời luôn. Biên độ khu vực trung tâm quận Tân Phú thì rất là khó tìm ở nhà này. Cái nhà mình với diện tích là bề ngang 4m, dài 13m, một trệt 3 lầu sân thượng, công năng gồm có 5 phòng ngủ anh chị ha. 5 phòng ngủ nha, 6 nhà vệ sinh. Đó, còn phòng thờ, phòng khách này kia rất là rộng rãi. Đậu đổ xe hơi trong nhà anh chị ha. Đấy, có khoảng bên hông này thì cô chú anh chị mình có thể là đậu đổ được xe hơi ở bên hông luôn chị ha. Đó. Hiện tại thì bên khách hàng họ đang xem nhà khá là nhiều. Đó. Biên độ bây giờ khu vực tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, quận Tân Phú bây giờ là cái giá nhà hiện tại cũng đang rất là lên anh chị. Rất là nhiều chủ nhà gọi cho Hảo là bây giờ là sẽ là tăng cái giá bán lên. Đấy. Thành ra là cô chú anh chị mình có cái nhu cầu mua nhà thì mình nên mua sớm trong cái dịp Tết này ha. Đấy, cái vị trí thì lô góc anh chị ha, phía bên này đó là mặt hẻm xe hơi nè anh chị thấy không? Xe hơi nè, xe hơi đậu đổ này thấy không? Cực kỳ thoải mái, cực kỳ thông thoáng luôn. Đường trước nhà mình là đường xe hơi luôn của chú chị ha. Hãy nằm tại đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, một trong khu vực cực kỳ hiếm nhà bán luôn. Đây, anh chị thấy không? Xe hơi này đậu đổ rất thoải mái nè. Hiện tại cũng đang có là những anh em họ đang dẫn khách khá là nhiều ha. Căn này thì hiện tại cô chủ đang chào với mức giá là nhỉnh 7 tỷ rưỡi hơn anh chị ha. Còn thương lượng, hãy cô chú anh chị mình có nhu cầu mua căn nhà này thì có thể là liên hệ ngay em Hảo để mà gặp trực tiếp chính chủ và thương lượng giá cả ha. Nhà rất là kiên cố luôn, chủ xây ở rất là tâm huyết, chỉ việc về sơn phét lại là vào ở ngay. Rồi, em cảm ơn cô chú anh chị ha.